Chào mọi người ha à, Hôm nay lô bu quá Nhiều việc quá cho nên là à, Lên livestream hơi trễ một chút xíu Thì à, Có rất là nhiều bạn à, hỏi Về cái à, ICO Liên Rồ Trong cái thời gian qua tại vì à, Công ty mình có một cái nhóm Zalo để dành riêng Hỗ trợ à, cho tất cả mọi người Thì à, nhiều bạn Và trong đó thì mình thấy các bạn à, Bị một cái vấn đề đó là setup cái ICO Liên Rồ à, à, Nó bị à, lộn tu vẹo lên hết à, Rồi à, thiết lập các cái đường in đường out vân vân nó bị hơi bị rối bởi vì thực sự nếu mà các bạn muốn sử dụng được cái ISO liên rồ thì các bạn phải hiểu về nó Đã. mà đa số mọi người thì nói chung là rất ít thời gian để có thể tìm hiểu về cái cái phần mềm đó Đã. thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái plugin Đã. đây là một cái plugin ha Đã. nó là một cái plugin dùng để thay thế được cho cái ISO liên rồ thì cái plugin này thì có rất là nhiều người đã chia sẻ rồi Chứ không phải là một mình mình đâu à, Nhưng mà mình... À, thôi, mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn Để các bạn cũng biết luôn ha Rồi, à, cái plugin này thì nó dễ xài lắm Nó cực kỳ dễ xài à, Các bạn có thể làm... Nói chung là mọi thứ nó rất là đơn giản Rồi, à, giống như là mình đang livestream nè Là mình đang sử dụng cái plugin đó ừ, Và chút xíu nữa mình, mình, mình mở một bài mình hát luôn cho các bạn nghe luôn Thì à, nó rất là đơn giản Rồi, ok Bây giờ, để mình hướng dẫn vào vấn đề luôn ha à, rồi à, cái plugin đó à khoan để mình chuyển cái màn hình xíu đây rồi à, hiện tại là mình đang mở phần mềm của mình đây ha à, đây nè các bạn cái plugin đó đây nè đấy nó là cái plugin tên là Season Wire à, Season Wire à, thì à, các bạn cần để một cái ở trên chỗ cái nhạc beat à, rồi một cái ở cái đường master à, và các bạn chỉnh ở trong cái à, cái cái window nữa. Ừ, vậy là xong rồi đó, à, nó rất đơn giản. Rồi, cái bác nó đây nè các bạn. Ok, đây để mình à, à mình cũng à, đưa nó về trong trang web của mình à, để à, các bạn tải cho nó tiện. À. thì các bạn có thể vào website phòng thu việc com ha. À, các bạn à, vào trong cái phần mà chia sẻ miễn phí nè. À, đây ha. À, tải miễn phí VT login gì nè. Đó các bạn thấy ha. Rồi, ok, các bạn bấm vào. Thì khi mà các bạn vào ở trong cái chia sẻ miễn phí này á, à, các cái nội dung á, nó chưa có mở ra lên ngay đâu. À, các bạn thấy không? Nó đang bị khóa lại. Thì bây giờ dễ lắm các bạn, không có gì khó trơn á. À, cũng nhiều bạn vô trong này tải không được rồi xong rồi các bạn nói là web sẽ bị lỗi lum hết. Mà rõ ràng là các bạn cũng thấy nè, à, vui lòng bấm vào nút đăng ký ngay để xem được nội dung. đã rõ ràng mình có ghi rồi đúng không? Rồi, đây, cái nút đăng ký ngay nó nằm đây nè các bạn ha. Đó, à, các bạn bấm vô trong này giùm mình cái. Đó, à, rồi, nó hiện ra gì cả nó Rồi ok. À, các bạn có thể đăng nhập với Google. Được chưa? À, các bạn có thể đăng nhập với Google ha. À, cho nó nhanh. À, ok. Các bạn đăng nhập với Google thì bây giờ à, chọn một cái tài khoản nào đó để các bạn đăng nhập vào đi ha. Rồi. Đây, chẳng hạn như mình à, chọn cái tài khoản này đi. Ừ. Rồi. Mình sẽ đăng nhập vào bằng Google. Và tất nhiên là đăng nhập thôi thì nó chưa có mở ra đâu. À, phải bấm vô cái nút đăng ký nữa nha. À, tức là đăng nhập và đăng ký cái cái cái, cái khóa học bởi vì mình sử dụng cái khóa học để mình chia sẻ cho các bạn các cái nội dung này đó rồi đăng nhập rồi đó ha à, mình đã đăng nhập vào trong website rồi à. và bây giờ mình nó chưa mở đâu nha à, chưa mở đâu bây giờ mình sẽ bấm vào đăng ký ngay rồi Đó, đăng ký xong rồi đó các bạn rồi cái này bây giờ nó đã bắt đầu nó mở ra ô ồ ok rồi sao mình chưa thấy nó mở <laughs> rồi đó. nó đang chạy rồi ok đó giờ nó chạy xong rồi đó rồi, đó, bây giờ nó mở ra hết nè à, các bạn ha. Rồi, các bạn sẽ vào ở trong đây. À, đây, phần mềm VST plugin hỗ trợ routing audio nè, hát live stream nè. Đấy, các bạn vào trong này giúp mình. À, nó hay hiện ra cái pop up thì kệ nữa ha. Cái pop up để mình hướng dẫn cho các bạn nào mà các bạn không biết á. À, để mà, mà mà đăng ký thôi. Rồi, ok, đây nè các bạn ha. Đây là cái plugin đó nè. À, season Wire, plugin uh, routing audio nè ha. Rồi, các bạn bấm vào trong này. À, và ở trong này cũng sẽ có cái video hướng dẫn là chính là cái video này đây. Đó, ok. À, các bạn bấm tải xuống ở đây ha rồi các bạn bấm tải xuống thì khi mà các bạn tải về á các bạn sẽ được một cái file như thế này đây mình lấy ra cho các bạn xem đây cái file đó như thế này cài dễ lắm các bạn cài nó cực kỳ dễ luôn à, cài nó cũng giống như là bao các cái plugin khác thôi nó rất đơn giản nó chỉ có một cái file thôi à, à cái này nó sử dụng được cho cả mac luôn nha các bạn nhé à, cả windows và cả mac luôn rồi đây, đây 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 từ từ tại vì ha, ở trong này nó khá là nhiều file cho nên là ha, mình uh, mình không thấy nó đâu hết này đây xíu đây. rồi nó là cái uh, plugin đây để mình mở cho, cho các bạn xem à, đây nè nó là các bạn ha rồi đó là một cái ứng dụng như thế này thôi. À, các bạn à, cài đặt, ha, à, đó nó sẽ như thế này. À, các bạn à, chọn vào cài đặt và các bạn cứ cài đặt. Nói chung là mình cứ bấm next, next bình thường thôi là được, ha. Rồi, à, bạn à, Bon V, bạn hỏi là anh ơi em dùng sao cạc em audio em audio duo cho cubase cool mà muốn hát thì vẫn phải dùng ISO liên rồi à? À không? không cần đâu bạn à, bạn xài cái này đi à, bởi vì các bạn biết, bởi vì mình đã xài rồi đó mình đã cài rồi cho nên là uh, nó nó báo như thế này ha à, thì mình sẽ thông qua cái bước cài này ha bởi vì cài rất là dễ nha các bạn nha hoặc là mình có thể mình làm một cái video về cái phần tải này đi sau à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thôi à, khi mà các bạn cài xong á thì hả cái phần mềm này nó sẽ mất một lúc để nó nhận biết các đường tiếng và nó cài đặt cái đường tiếng cho các bạn á thì các bạn cứ chờ nó xíu á à, rồi à, hình như đâu mất đâu cũng khá lâu cũng khoảng 200 giây thì phải. À, nhưng mà kệ nó đi. À, thì sau khi nó chạy xong á là các bạn mở cái phần mềm của các bạn lên. Ừ. Đây. À, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách thiết lập ha. Rồi ok. À. <cười> <cười> rồi ok các bạn chờ một chút xíu đây, ha mình sẽ hướng dẫn nhanh một cái rồi mà mình sẽ quay trở lại mình trả lời comment của các bạn nhé rồi các bạn vào trong cái phần mà setup cái audio ha đây à, của bên kháchwork thì nó nằm ở đây nè à, edit ha đây Preference uh, ok các bạn bấm vô đây thì uh, nó sẽ nằm ở trong cái phần device rồi cái device này tức là cái sao cạc của các bạn á, đó, các cái đường in đường out của các bạn đó thì các bạn thiết lập như thế nào rất, rất là đơn giản các bạn không cần phải chọn cái gì hết các bạn chỉ cần chọn đúng cái sao cạc của các bạn đang xài là được đó, à, chẳng hạn như đây là mình đang uh, xài cái uh, sao cạc em audio em track solo ha đây là các bạn ha em audio em track solo mình cắm cái micro này uh, là cây tascam TM80B cắm thẳng vào trong cái cái sao cạc này thôi à, và mình vào trong cái phần thiết lập âm thanh à, các bạn chọn cái input và cái output á là đúng là cái sao cạc của các bạn luôn đây các bạn thấy không ừ. mình đang chọn là cái em audio em track solo nè à, và dưới này cũng vậy luôn à, output ha rồi sau khi mà các bạn chọn xong rồi á thì hả thì tất nhiên là các bạn cũng sẽ nghe tiếng các bạn này nọ kia đúng không nhưng mà khi mà các bạn mở cái nhạc từ trên youtube á thì các bạn sẽ không có nghe được cái tiếng ở trong cái trắc nhạc beat thì bây giờ phải làm như thế nào à, thì các bạn chỉ việc là các bạn à, đưa vào ở trong cái nhạc beat đó, một cái plugin đây nó là cái plugin tên là đây season season wire à, và ở trên này các bạn sẽ chọn là revive nha à, receiver nhầm 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 ok À, season wire receiver ha. À, các bạn sẽ chọn ở đây là receiver và các bạn để nó nằm đầu tiên luôn nha các bạn nha. thí à, dụ mà các bạn có các plugin mà lên tông dịch tông gì đó, à, hay là auto key gì đó thì các bạn sẽ cho nó nằm ở dưới cái Season wire này hết ha. Rồi. Các bạn sẽ để ở đây một cái à, và ở cái master bus của các bạn à, cái master bus là cái gì? Cái master bus nó là cái đường à out tổng đó, cái, cái 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 một cái bus và cái bus đó là cái bus out tổng hết của tất cả các đường đó. Đây nè các bạn. À thì à, các bạn sẽ đưa vào đây một cái à, plugin cũng tên là Season Rail, nhưng mà nó là Season Rail Sen ha đây à, các bạn insert nó vào à, các bạn chọn nè à, Season Rail là chọn cái sen nha ha các bạn nhớ nè ở trên cái track nhạc biết thì các bạn chọn là Receiver à, còn ở dưới à, cái master bus á, gọi là cái master tổng á, thì à, các bạn sẽ để cái sen mà tắt tất nhiên là nó sẽ, nó sẽ nằm cuối nha ví dụ như mà các bạn có để những cái plugin nào đó, đó ở trong cái master bus á, thì à, cái Lacking signal này nó sẽ nằm dưới hết tất cả các plugin ha rồi ok rồi còn riêng về thí dụ như cái đường in out của các cái đường tiếng các bạn á, thì các bạn cứ chọn như bình thường à, ở trên cái phần trắc nhạc này các bạn không cần phải chọn bất cứ một cái đường nào hết ha các bạn ha à, ở đây các bạn có thể là chọn nông luôn à, không cần chọn bất cứ một cái đường tiếng nào ở trên này hết cái đường đường input của nhạc biết à, không cần chọn gì hết và cái đường input của cái tiếng ca của các bạn á thì các bạn sẽ chọn đúng cái ngõ audio mà các bạn đang cắm cái micro vào trong cái sao cạc thế thôi. À, mình đang chọn vào cái ngõ thứ nhất ha. rồi ok đó và tiếp theo cái thao tác nữa đó là các bạn sẽ vào ở trong video á, video à, nó sẽ có một cái loa ở dưới góc á. À, ok ha, các bạn sẽ bấm vào trong cái à, cái biểu tượng loa này. À, các bạn sẽ chọn cho mình nó à, là ừ, chọn cái à, from season wire đây. À, các bạn sẽ chọn cái này giúp mình ha mình không nhớ rõ là from hay là tu gì đó ok bây giờ mình sẽ mở lên thử biết liền đây bây giờ mình sẽ mở youtube lên à đây youtube đây rồi hay nói nhớ nữa con tim một coi ok đó ok vậy là có tiếng rồi đó các bạn à, bây giờ mình sẽ lôi cái cửa sổ ra ha à, ha rồi đây lôi cửa sổ này ra để cho các bạn thấy cái sóng ở trên này sóng ở trên cái phần mềm đây các bạn ha à, cái sóng của nhạc nó đã nhảy ở trên này rồi à, các bạn thấy không à, thì hả à, nếu như các bạn tắt các lớp cái plugin này đi nè à, tắt cái lớp này đi à, các bạn mở nhạc nè à, mình đang mở nhạc đây thì các bạn sẽ không nghe gì hết à, tức là nhạc á nó sẽ phát thông qua các lớp cái plugin này nha đây mình mở lên nè rồi ok à, các bạn nắm rồi ha à, nó rất là dễ ha các bạn đó à, nó nó thực sự là các bạn à, dùng cái lớp cây này à, nó sẽ tránh cho các bạn cái vấn đề mà các bạn à, không có hiểu về rồ thì khi mà các bạn à, setup á, thì à, nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái thứ nó lằng nhằng à, phải kéo chỗ này kéo chỗ kia rồi xong à, bị mất tiếng rồi bị tùm lưng tùm la hết thì à, nó sẽ rất là bất tiện à, bởi vì mình thấy các bạn à, nói chung là gặp cái vấn đề về cái rồ là chính à, còn thí dụ như mà làm về làm cái project á, thì à, có rất là nhiều bạn cũng biết làm rồi Đó à, à, mình bản thân mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái cái project miễn phí và cũng có nhiều bạn khác chia sẻ à, thì hả à, Về cái project á, thì mình nghĩ là nó không phải là vấn đề à, chỉ có cái vấn đề đó là cái chọn đường tiếng à, đường in sao đường out sao rồi hả à, tin cái nào qua cái nào 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 nói chung là ABCD nó sẽ lộn xộn sàn hầu lên hết à, thì đó là cái cách để cho các bạn có thể xử lý cái vấn đề mà các bạn <laughs> bị à, hoang mang à, về cái vấn đề audio à, và tất nhiên là cái này á nó có một cái nhược điểm nha các bạn nó vẫn có nhược điểm nha đó là các bạn sẽ không có thu được à, bởi vì ha, cái tiếng nó phát ra từ trong cái plugin cho nên là các bạn không có thu lại được ở trên cái phần mềm này ở trên phần mềm thu âm mix nhạc thôi ha nhưng mà khi mà các bạn thu bằng một cái phần mềm quay phim chẳng hạn thì nó vẫn thu lại cái tổng của các bạn được à. đây để mình để mình hát thử cho các bạn nghe một cái đoạn ha đây <laughs> rồi à. mở cái reverb lên OK, đây mình cho hát thử cho các bạn nghe. À, cái này nó dễ, lắm, nó xài, hát vẫn ồn, vẫn bình thường. Nói chung là các từ âm thanh á thì đó cái cách thiết lập nó chỉ đơn giản là như thế thôi. <laughs> rất là dễ ha các bạn ha. Rồi, OK, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để sử dụng cái một cái plugin để cho các bạn có thể thay thế cái ASO liên rồ trong khi mà các bạn hát live à, nó sẽ rất là tiện cho các bạn và nói chung là không có thiết lập lằng nhằn gì hết à, cái phần mềm này thì hã, hãng nó đang free ha hã, hãng nó miễn phí à, cho nên là các bạn cứ thoải mái thật, cài không có sợ bị dính bản quyền đâu à, các bạn cứ lên trang web của thằng season đó, đó các bạn tải cũng được hoặc là các bạn có thể lên trang web của phòng thu việt com để các bạn tải trên đó ha các bạn ha rồi à, bây giờ mình sẽ quay lại với lại cái phần trả lời câu hỏi của các bạn trả lời comment của các bạn rồi thì hôm nay hơi trễ rồi à, bây giờ cũng gần 12 giờ khuya rồi À, um, bạn nào mệt mà thì cứ buồn ngủ thì cứ đi ngủ ha rồi ok à bạn Hiếu Văn hỏi là anh ơi bên mình có hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn thu âm với Miss không ạ à, ok có chắc chắn là có rồi à, mình có các cái khóa học nói chung là học nghiêm chỉnh học À, một cách bài bản ta rồi tới đuôi luôn à, và hả à, sẽ có người hỗ trợ cho các bạn nói chung là sẽ rất là đầy đủ các cái hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể học được gọi là ra nghề và chắc chắn là ra nghề công ty mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về việc làm luôn nha nếu mà các bạn nào cần việc làm à, thì à, các bạn có thể là à, inbox cho mình ha, nhắn tin cho mình, mình có để cái số điện thoại ở bên dưới cái phần mô tả của video á, à, có để cái số điện thoại thì các bạn nhớ chú ý là cái số điện thoại à, cái đu cái đầu 0909 đó nha, đó đó là số điện thoại cá nhân. thì hai các bạn nhắn qua cái zalo cho mình ha và mình sẽ tư vấn cho các bạn về cái các cái, cái khóa học thì đảm bảo với các bạn là hả các bạn học là các bạn sẽ vỡ ra rất là nhiều điều và cái khóa học bên mình đặc biệt một cái là hả hầu như là các bạn nào mà yếu các bạn nào cần gọi là có những cái vấn đề chủ quá nhiều á thì sẽ có người hướng dẫn cho các bạn trực tiếp hướng dẫn cho các bạn và xử lý các cái vấn đề trong quá trình mà các bạn học nói chung là bên mình đã dạy rồi là phải biết trừ khi mà các bạn không muốn học còn các bạn đã muốn học rồi thì mình chắc chắn một phần trăm là các bạn sẽ học được và cái thời gian mà để học là bên mình ghi nhận một cái à, hai 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 ca gọi là nhanh nhất là trong vòng 10 ngày là các bạn đã có thể từ lúc mà chưa biết gì cho tới mà các bạn làm được một cái sản phẩm mà gọi là ok đó, đó là 10 ngày à. và trung bình đó thì sẽ mất khoảng một đến hai tháng à. à, ok à bạn Ngô Hoàng Việt nói là có cài project cho mát được không ạ? À? Ok, mình có cài project cho mát luôn. Đó, à. đây, cái máy mát mình đang để bên này nè. À. đây, các bạn thấy không? Nó nằm kia. <laughs> đó, đó là cái mát mini. Thì hả, à, cài project cho mát chắc chắn là cài được à, chứ không phải là cài không được đâu ừ, nhưng mà tại vì hả các bạn biết không bên mình làm việc á thì theo nhóm tức là hả có rất là nhiều các bạn học học viên của mình mà mình đã tuyển ra và bây giờ hiện tại các bạn đó đang làm cộng tác viên cho mình và hỗ trợ cho các bạn khác thì cũng được trả lương thôi các thứ nói chung là bên mình có một đội các bạn đó có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong cái cái cái, cái, cái phần mềm và thiết lập vân vân thì các bạn đó sẽ giúp cho mình để hỗ trợ khách hàng giống như là ví dụ như các bạn cài đặt hoặc là trong khóa học hoặc là cài project vân vân thì mình cũng tạo một cái nhóm để cho các bạn đó có mặt ở trong đó luôn lỡ mà thí dụ như các bạn khách hàng mà các bạn cần giúp đỡ gì đó mà mình thì đôi khi mình bận cái này bận cái kia mình không có trả lời được và ở trong cái nhóm đó thì có rất là nhiều người không thể nào mà các ông đó bận cùng một lúc được đúng không bận cùng một lúc hết là rất là vô lý cho nên là bắt buộc phải có ông rảnh đúng không nếu mà tất cả mà bận cùng một lúc thì chỉ có một trường hợp duy nhất đó là các ông đó là gọi nhà rủ nhau đi uống bia thôi đúng không chỉ có đi uống bia mới đi hết thôi đúng không à, mà rủ nhau đi uống bia mà không rủ mình đi là không được đúng không chắc chắn là bị trừ lương đó thì thế nào cũng sẽ có người hỗ trợ các bạn, có người trả lời cho các bạn liền à, và các bạn sẽ không phải lo là lúc mà lỡ các bạn đang like hay gì đó, à, các bạn cần hỗ trợ mà không có ai hỗ trợ thì đó chính là cái ưu điểm của cái bên mình à, tức là mà hỗ trợ khách hàng. riêng về cài cho mát thì chỉ nguyên công ty chỉ có một mình mình biết cài ha, à, cho nên là cái thời gian để mà đáp ứng cho các bạn những cái lúc mà các bạn cần hỗ trợ thì nó sẽ khá là lâu, à, cho nên là cho nên là đó là chính là cái nhược điểm khi mà các bạn cài cái project cho mát. À, ok à, anh em nào mà cần cài project cho mát thì cứ inbox cho mình ha. Và mình sẽ báo giá Thì chắc chắn là nó mắc hơn Nó mắc hơn cài window đó Cài window cái gói 6 tháng là 1 triệu Còn cái gói mà vĩnh viễn là 3 triệu Mà thường là mình Đa số mình sử dụng để mình tặng cho các bạn mua combo là nhiều Rồi ok à, Mình quay trở lại các câu hỏi trước ha à, Các bạn hỏi từ từ thôi Mình trả lời à, Ok Uh, anh nhật uh, anh đang live stream mà uh, không thấy tiếng nói à khi nói mới nghe anh bỏ uh, gì chắc mấy anh nhật lại đúng rồi á à, tức là À, mình để một cái noise gate vào trong cái trắc mic, mic này nè, à. Tức là bởi vì hiện tại á, ở trong phòng mình á, là có máy tính nè, à. rồi à, nói chung là có tùm lum la hết á, à, có có quạt hút ở đây nữa. À, nó kêu ồn ồn, ồn, ồn ồn, nó kêu rất là ồn. À, cho nên là mình để cái plugin noise gate vô thì cái, cái, cái cách hoạt động của cái plugin noise gate á, thì nó rất là đơn giản, nó chỉ là nó sẽ canh cho các bạn cái ngưỡng tần số, à, cái ngưỡng tần số thí dụ mà cái noise đó đó, à, những cái tiếng ồn môi trường á, mà nó nhỏ hơn bao nhiêu decibel đó là nó sẽ tự động nó giảm xuống hoặc là nó cắt bỏ luôn. À, nó sẽ không có cho vào trong cái cái cái, cái phần mềm nữa đó đúng không à, tức là khi mà mình nói thì các bạn mới nghe cái tiếng ồn nó chui vào chung với cái tiếng nói của mình luôn à, thì, à, đó là cái cách để nói chung là nghe cho nó đỡ bị ồn thôi chúng gì hết trơn á à, chứ thực tế thì các bạn cũng thấy đó nó đâu có cắt được gì đâu à, cái tiếng mình vô một cái nó cũng <laughs> những cái noi nó cũng lùa theo nó vô luôn đúng không à, cho nên là à, thực sự tất cả những cái mà gọi là uh, cắt tiếng ồn giảm noi nọ kia thì nó chỉ là bịa ra thôi à, bởi vì à, rõ ràng à, khi mình nói thì tiếng ồn nó cũng chui vô <laughs> chui vô chung theo cái tiếng mình luôn à, thì à, hôm trước mình có chia sẻ với các bạn một cái plugin mà để mà nó tái tạo lại cái cái cái, cái âm thanh đó. À, lỡ mà có bị noi bị nó kia đó thì cái plugin đó đó nó mới gọi là nó sẽ cắt nó sạch sẽ nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ mất một số chi tiết của tiếng ca luôn á nha à, các bạn xài các bạn cẩn thận ừ. rồi ok à, hôm nay là hơi khuya à, bạn quyết hoại À, bạn Quyết Huệ hỏi là Anh ơi cho em hỏi là khi xuất file để đăng lên Youtube hay Facebook Thì mình nên xuất file MP3 ngàn Wow à, Với 256kb 2320kb vậy anh Rồi ok Mình trả lời câu hỏi của bạn Quyết Huệ Và cũng lưu ý cho tất cả các bạn cùng biết luôn Thì nếu như mà các bạn xuất cái file audio á Để mà các bạn đăng lên các cái nền tảng mạng xã hội à, Hoặc là nói chung là để cho các bạn sử dụng cho bất cứ mục đích gì Thì các bạn đừng có xuất file MP3 nha. À, tại sao vậy? Tại vì khi mà các bạn thu á, các bạn làm ở trên phần mềm á, hoặc là ngay cả một cái file nhạc mà MP3, các bạn tải về, các bạn bỏ vào trong cái phần mềm to mix nhạc thì tự động nó sẽ chuyển thành file quay hoặc là cái file AIFF. Đó, đó là cái file chất lượng cao à, và cái tiếng của các bạn khi mà thu vào á, nó cũng là file WAV. À, thì cái file quay á, nó cái, cái cái độ phân giải âm thanh nó rất là cao. À, thì khi mà các bạn xuất cái file ra thì tội tình gì các bạn lại xuất cái âm thanh đó ra thành MP3. MP3 thì cái độ phân giải phân giải âm thanh nó cực kỳ thấp các bạn cũng thấy là một cái file nhạc bình thường mà file quay á thì nó khoảng chừng 50 mê, còn trong khi cái MP3 á nó chỉ có 5 mê. Đó đó là MP3 128kb. tám kb. thí dụ như bạn xài cái 320 thì có thể là nó lên 10 10, 10 mười mê. Đó nhưng mà nói chung là nó vẫn thua cái thằng file quay rất là nhiều. Thì tại sao các bạn không xuất luôn file quay? Đó. Tại sao vậy? Đúng không? bởi vì tất cả các nền tảng mạng xã hội nó đều đọc được cái file đó và các bạn sử dụng cái file quay đó để các bạn ghép vào cái video của các bạn luôn và các bạn đưa lên các mạng xã hội à, thì chắc chắn âm thanh nó sẽ hay hơn nhiều ha các bạn ha à, nói chung là file quay ha nên à, xuất ra file quay hoặc là à, máy mát thì à, nó có cái file aiff á à, thì cái chuẩn á thì à, bạn cứ chọn à, nói chung là thu vô cái chuẩn nào thì các bạn cứ xuất ra cái chuẩn đó là được à, chỉ vậy thôi <laughs> rồi ok à bạn à, I B N U B T W G Anh ơi hát giọng nốt cao thì nên chọn mua sao cạc nào nào là ổn à OK à, sao cạc cũng ổn hết á à. bởi vì à, như mình nói á trong các cái video trước á thì cái nhiệm vụ của sao cạc là gì nè à, đầu tiên là các bạn cần phải hiểu khi mà các bạn mua sắm hoặc là các bạn làm bất cứ cái gì á à, à, thì các bạn cần phải hiểu về cái mình đang làm à, bây giờ mình sẽ nói về cái sao cạc cái sao cạc á nhiệm vụ của nó là gì à, các bạn phải hiểu cái nhiệm vụ của sao cạc giống như trên máy tính của các bạn á cái máy tính khi mà các bạn mua về á nó cũng có sao cạc nó là sao cạc on board à, on board thì hả à, nó nằm trong cái cái mainboard của các bạn luôn nó vẫn là sao cạc mà đúng không nó vẫn có chức năng để thu thu tiếng vào mà đúng không à, thì tại sao cái sao cạc mà gọi là cái on board đó với lại một cái sao cạc như thế này à, nó lại có cái sự chênh lệch giá tiền à, và một cái sao cạc khác nữa ừ những cái sao cạc khác nữa nó lại mắc hơn rất là nhiều nó khác nhau cái chỗ nào à ok cái sao cạc nó chính là một cái gọi là một cái dụng cụ gọi là một cái thiết bị để chuyển đổi âm thanh nha các bạn nha rồi để mình giải thích như cái này các bạn sẽ hiểu ngay lập tức thôi à, cái tiếng mà mình nói chuyện như thế này nè à, ở ngoài không không gian thế này thì nó chính là cái dao động không khí à, nó chính là dao động không khí bởi vì nếu mà không, không có không khí thì chắc chắn sẽ không có tiếng động ha rồi cái miệng của mình à phát ra cái cái cái, cái, cái gọi là cái dao động nó sẽ làm rung động không khí và cái cái âm thanh đó nó sẽ truyền đi qua không khí bằng cái sự dao động đó. thì khi cái micro để đây thì ở trong cái micro nó có một cái màng. thì cái màng đó rất là rất là nhạy cảm với âm thanh, rất là nhạy cảm với lại các các độ rung của, của của không khí. thì nó sẽ tác động vào trong cái màng đó và cái màng đó sẽ tạo ra một cái dòng điện. và tất nhiên nó là dòng điện thì các bạn cũng hiểu là dòng điện nó là thuần dòng điện thôi. máy tính của các bạn không thể nào hiểu được dòng điện nha. À, các bạn phải hiểu là các bạn phải nhớ là máy tính của các bạn chỉ hiểu cái tín hiệu À, gì đó không một một không gì đó ở à, cái hệ nhị phân thôi đó là cái tín hiệu digital digital à, và ở ngoài này mình sẽ gọi là cái tín hiệu analog à, là cái tín hiệu điện thì khi mà cái tín hiệu điện đó đó muốn cho cái phần mềm của các bạn á, hiểu được cái âm thanh để xử lý được thì bắt buộc phải có một cái thiết bị để chuyển từ cái tín hiệu analog này sang cái tín hiệu đi digital à, thì cái sao cạc chính là làm cái nhiệm vụ đó cái sao cạc càng mất tiền á, thì cái bộ chuyển đổi đó đó nó sẽ càng càng hay hơn và nó càng chính xác hơn thì cái sao cạc làm nhiệm vụ như vậy và tất nhiên là khi mà nó chuyển cái âm thanh analog sang digital vào trong máy tính để máy tính xử lý thì tất nhiên là khi mà các bạn mở trong máy tính các bạn sẽ phát ngược cái âm thanh digital và cái âm thanh đó nó sẽ chạy qua cái sao cạc nó sẽ qua wow cái bộ nữa là cái bộ chuyển đổi từ digital sang analog nó sẽ chui ra cái loa và nó phát lại nó tái tạo lại âm thanh để cho các bạn nghe được cái tiếng thì cái bộ mà mà, mà gọi là nó phát ra cái loa đó thì mình sẽ gọi nó là cái DA converter tức là digital analog converter và cái bộ mà khi mà mình thu tiếng vào đây và nó sẽ chuyển thành tín hiệu số cho mấy tín hiệu thì nó sẽ là cái AD converter à, thì các bất cứ cái sao cạc nào cũng đều có hai cái thiết bị đó hết hai cái con chip đó, nó mắc nó hơn nhau là nó hơn nhau chính cái coi cái chỗ đó đó các bạn thì tất nhiên á, là sẽ có những những cái những cái thiết bị mà nó có sẵn cái cổng digital luôn À, ở ngoài ngoài phía sau cái sao cạc luôn á à, thì hả à, các bạn khi mà các bạn mua á các bạn phải coi cho kỹ à, là các bạn đang trả tiền để các bạn xài cái gì của cái sao cạc ha à, chẳng hạn như hả à, có một những cái sao cạc nó có cái cổng midi rồi có cổng quang rồi có cổng casio à, vân á, à, nó rất là nhiều cổng đi ghi phía sau à, các bạn thấy giá nó mắc các bạn tưởng là nó tốt à các bạn mua nhưng mà mua về rõ ràng các bạn không có cần xài đến các cái cổng quan đó không có cần xài nhưng mà khi mà sản xuất á cái nhà sản xuất á, họ phải bỏ ra tiền vốn á à, tức là cái tiền nguyên liệu chắc chắn nó sẽ nhiều hơn là so với lại một cái sò gạt không có không có những cái cổng đó cho nên là cái giá của nó mắc là đúng à, cái giá của nó mắc là đúng rồi à, bởi vì hả à, nó có rất là nhiều chức năng nhưng mà các bạn đâu có xài đâu đúng không à, cho nên là các bạn mua đồ á thì à, các bạn có thể là quan à, lựa cái món nào mà nó đúng nhất với là cái nhu cầu của các bạn á à coi như là những cái chức năng nào các bạn không sử dụng thì thôi các bạn đừng có chọn cái đó à, nó bị thừa thải và à, đừng có nghe người ta nói cái này cái kia cái nọ rồi bắt đầu à, mua cắm đầu mua à, thì à, nó sẽ rất là không có lợi không có tối ưu cho cái cách à, tiêu xài của các bạn à, nói chung là mình là người tiêu dùng mình phải là một người tiêu dùng thông minh à, thì à, các bạn cần phải hiểu thì các bạn mới mới thông minh được chứ đúng không à, bây giờ các bạn không có hiểu về thiết bị các bạn không có hiểu gì hết thì thực sự là rất là khó để cho các bạn có thể chọn được đúng cái sản phẩm mà các bạn à, đúng nhu cầu của bạn. OK. Rồi, à, nếu mà các bạn ví dụ các bạn cần mua cái gì đó thì có thể là inbox với mình. À, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chọn và à, mình sẽ tư vấn cho các bạn cái để các bạn mua cho nó đúng. À, thậm chí cái món đó bên mình cũng không bán. À, thì ok mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết cái cách mua thôi. À, ai cần thì cứ nhắn mình ha. À, cái số điện thoại mình để ở bên dưới cái phần mô tả của video. Rồi, OK. À, bạn hai hai đau gì good boy. Bạn nói là sao kẹp phải có trai được không? Được bạn ơi, được nhé. Rồi, bạn Nguyễn Đình Phong em dùng con. Pro Thunderbolt 4 nhân quạt à, Ở ngoài vỏ hộp có ghi là kết nối được Win và Mac Hiện tại em muốn chuyển qua PC Win Không biết có kết nối được không anh nhỉ Sợ mua PC về mà không kết nối được Thì dở OK. Rồi Cái này rất đơn giản Bây giờ bạn sẽ lên trang chủ của hãng Bạn tìm ở trên đó Xem nó ghi như thế nào Nếu mà các bạn không có đọc được tiếng Anh Thì các bạn có thể xài Google dịch Để nó dịch nguyên trang web luôn Rồi xong rồi các bạn tìm cái thông tin của cái con sao cạc đó và các bạn đọc cho nó kỹ, à, đó là cái cách đơn giản nhất ha. Rồi, bạn Hiếu Văn. À, rồi ok, mình mới trả lời câu hỏi của bạn Hiếu Văn nãy đây ha. Rồi, à, à, khóa học chắc chắn là bởi mình có, bạn có thể inbox với mình ha. Rồi mình sẽ à, tư vấn cho bạn. À, thì thí à, dụ như mà các bạn inbox cho mình á thì à, các bạn có 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 bị à, chờ lâu chút xíu thì các bạn có thông cảm cho mình bởi vì ha đôi khi bị nhiều việc quá đó mình không kịp trả lời tin nhắn thì các bạn cũng đừng có buồn hoặc là các bạn có thể gọi thẳng luôn đi gọi trực tiếp luôn đi cho nó lẹ rồi các bạn ha rồi cảm ơn các bạn đã thông cảm rồi à, bạn thành quốc nói là bạn cài bị vỡ tiếng ok bị vỡ tiếng là do cái masterbot đó bạn đó bạn phải có một cái plugin để chặn ở cái masterbot ha à, cái plugin đó là một cái plugin limiter à, rồi ok à bạn Deli Recording bạn hỏi là anh Nhật ơi khi có một track piano và vocal thì cắt EQ piano thế nào cho hay và dính với vocal anh Nhật nhở <laughs> rồi khi mà bạn có một track piano và vocal á tiếng ca đó à, piano và tiếng ca đó thì bạn sẽ cắt cái EQ của piano như thế nào à, các bạn các bạn cần phải hiểu về cái, cái, cái nguyên tắc của âm thanh đó. cái âm thanh á nó không chỉ bao gồm tần số thấp và cao không đâu, tức là cái EQ á nó không chỉ gồm bao nhiêu đó đâu mà nó còn cái vị trí nữa. À, vị trí nó là sao? Vị trí tức là các bạn đeo cái tai nghe vào hoặc là các bạn nghe sự tê âm thanh hai bên thì các bạn sẽ à, đúng rồi, đơn giản nhất là các bạn vào trong rạp phim á, à, rạp chiếu phim á, thì các bạn thi à, nghe cái âm thanh nó chạy xèo, xèo xèo bên này đó chính là cái vị trí. À, các bạn sẽ cảm nhận được cái vị trí của từng cái tiếng, từ từng cái tiếng ở trong cái cái mà mình 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 đang xem ha và thậm chí hả cũng chẳng cần xem luôn ha, chỉ cần nghe thôi à, là các bạn có thể biết được ừ cái cái, cái tiếng nó đó nó phát ra từ bên nào tới à. thì đó chính là cái vị trí của âm thanh thì hả ở trong âm nhạc cũng vậy luôn à. cái piano á à, nếu như mà nó chen vào cái vị trí tiếng ca mà nó nằm chung một chỗ á, gọi là hai thằng mà nó, ch nó nằm chồng lên nhau á, á nó nằm chung chỗ thì chắc như là hả thằng này bị chắc chắn là phải chen kia rồi đúng không à, thì tất nhiên là các bạn thấy bây à, giờ à, có một chỗ đó mà giờ, à, hai ba thằng chen vô đứng một chỗ thì chắc chắn là thằng này phải chen kia nhưng nếu mà cái piano đó nó không nằm ở giữa thì chắc chắn là nó không che à, các bạn à, nếu mà nó không che thì tại sao mình phải cắt nó đi à, không có lý do gì để cắt hết đúng không à, chừng nào mà nó che cái tiếng ca của các bạn thì các bạn hãy cắt à, còn nếu mà nó không che tiếng ca của các bạn thì tại sao phải cắt à, cắt tội nghiệp nó vậy <laughs> đúng không các bạn cứ để nguyên như vậy à, các bạn cứ để nguyên bản như vậy là tốt nhất à, các bạn nên chú ý là cần phải cắt thì cắt à, cái nào đáng cắt thì cắt chứ hả hở cái cắt hở cái cắt <laughs> không được đâu <laughs> không không ổn ha à, thì các bạn sẽ cần phải nghe à, bạn cần phải nghe cái tiếng piano xem nó đang nằm ở đâu nhắm mắt lại nghe thôi à, bạn vẫn có thể hình dung được cái không gian của nó thí à, dụ như cái ông piano đó đánh nó không phải chính nằm ngay chính giữa à, ngay ngay trước mặt bạn thì không nhất thiết phải cắt à, thường thường là nó sẽ nằm đâu hai bên đó nó sẽ nằm ở đâu cái vị trí hai bên này nè chứ nó không nằm dồn cục ở đây Đó, tiếng ca là mono tiếng ca là luôn luôn các bạn mix nó phải nằm ngay trước mặt Đó, thì cái tiếng ca nằm ở đây Đó, cái tiếng piano thì nó rải ra xung quanh rồi nó không có đẻ là lên nhau à, cho nên là các bạn không cần phải cắt đâu ha rồi ok mà nếu có cắt thì hả, các bạn cứ cắt thử đi <laughs> thường thường thì hả, tiếng ca nó sẽ nằm ở cái khúc uh, tần số chính giữa nhiều Đó, khoảng chừng một ngàn hai tới ngàn rưỡi rồi rất là nhiều các bạn thử cắt xuống nếu như mà có ừ. rồi à, comment của các bạn khá là dài mình sẽ trả lời từ từ ha các bạn thông cảm nha bạn bnv bạn nói là anh ơi có cách nào tắt tiếng mic gốc của sao cạc để chỉ nghe tiếng mic của phần mềm không sao cạc em audio hoặc có phần mềm nào điều khiển sao cạc đó ok có bạn có bạn tắt cái tiếng mic gốc của sao cạc đúng không có chắc chắn là có đây chẳng hạn như cái cái sao cạc em audio em track solo ở ngoài trước này các bạn sẽ thấy nó có một cái nút cái nút nó ghi là output À, và ở đây nó sẽ ghi cái chữ direct và cái chữ usb các bạn sẽ vặn nó qua bên usb để làm chi? để nghe bằng phần mềm à, mình sẽ nghe tiếng bằng phần mềm chứ mình không có nghe tiếng direct nữa direct là sao direct tức là tiếng trực tiếp à, cắm cái micro vô đây khỏi cần phần mềm gì hết các bạn chỉ cần cái sao cạc này nó mở nguồn lên thôi à, các bạn cắm trực tiếp vào là các bạn có thể nghe được cái tiếng micro để anh để mình test micro mình kiểm tra cái tín hiệu rất là nhanh thì cái nhiệm vụ nó chỉ vậy thôi bạn làm sao bạn mở qua cái usb hoặc là mỗi sao cạc nó sẽ ghi mỗi khác một xíu thì ở trên cái của mình đang ghi là cái usb ví dụ như bạn muốn biết về cái sao cạc nào thì bạn có thể chụp hình gửi qua zalo ha mình công ty mình có một cái nhóm zalo để, để để mà hỗ trợ anh em ở trong cái phần mô tả của video này cũng có một cái đường link để các bạn vào để các bạn hỗ trợ luôn để hỗ trợ cho tất cả mọi người ha các bạn ha rồi <laughs> ok à, bạn nhật hào nè anh nhật ơi thu âm có cần com am tay không à cần thêm com rìa am tay tay là sao ta <laughs> mình không có hiểu lắm à, khi khi thu thì chắc chắn là sẽ cần có com này nữa kia thì cái rìa am cái bản chất của cái rìa nó cũng là EQ và com đó, nó chỉ vậy thôi à, cho nên là hả, thu vui chắc chắn các bạn cần phải cần rồi ha rồi bạn à, Daily Recording Nó không trễ tiếng hả Nhật? Không 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 Cái này nó không trễ tiếng ha Cặp plugin mình Vừa với chia sẻ Các bạn nó không trễ tiếng Rồi ok Bạn Vương à, à, Anh à, Phạm Xuân Vượng à. à đúng rồi Hello em Anh cả tối nghịch Mà còn chưa được Mai anh nhờ à, Anh em chỉ tiếp <laughs> Dạ ok à, Bạn à, Thanh Trần à Rồi AD cho em hỏi là Không dùng ISO rồ Thì chất lượng âm thanh like có được như xài ASEO liên rồ không? <laughs> Rồi cái okay. các bạn tưởng là cái ASEO liên rồ nó hay lắm sao? Không có đâu nha. À, xài bằng cái aSO của sao cạc đó, nó mới hay. Nha. ACO liên rồ thực sự nó không hay đâu. Cái tiếng nó bị giảm, nó bị giảm chất lượng đi một chút á. À, nhưng mà thực sự để mà nghe được cái sự giảm chất lượng đó thì phải là gọi là cái tai cũng thấy ghê lắm á mới nghe được à, bản thân mình á thì mình cũng không nghe được luôn thiệt <laughs> mình chỉ cảm nhận thôi mình chỉ cảm nhận nó nó hơi có gì đó nó khác khác à, chứ mình nghe để mình gọi là mình nghe ra cái sự khác nhau đó thì thiệt mình chưa đủ trình độ mình nghe luôn đó <laughs> cho nên là các bạn cũng đừng có quá lo lắng ha à, bởi vì sao bởi vì cho dù á nó có giảm chất lượng đi chăng nữa thì nó cũng không có ghê bằng cái nền tảng mà các bạn đang sử dụng để livestream nó bóp chất lượng của các bạn đâu à, các bạn nên nhớ là tất cả các nền tảng mạng xã hội khi mà cái âm thanh các bạn phát lên để livestream á nó đều bóp chất lượng của bạn xuống hết à, các bạn đừng có ngây thơ là nghĩ là hả ừ mình phải phát lên chất lượng thì là cao à, thì cái âm thanh nó mới hay không có đâu à, bởi vì sao bởi vì khi mà bạn phát lên trên đó là bản là cái nền tảng đó nó đã bóp chất lượng xuống của các bạn rồi bởi vì sao bởi vì những cái nền tảng đó đó thì hả cái gọi là cái dung lượng á, mà mọi người tương tác với nhau hàng ngày nó cực kỳ khủng khiếp nó cực kỳ khủng khiếp các bạn phải hiểu nên là nó cực kỳ khủng khiếp thì cái nền tảng nó bắt buộc nó phải giảm của mỗi người đi một ít à, giảm đi một ít thì nó sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu các bạn các bạn cũng hiểu rồi đó nó sẽ mỗi người một ít mà ví dụ như một triệu người đi thì nó giảm được bao nhiêu à, thì đó chính là cái vấn đề cho nên là các bạn cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá bởi vì khi cái nhu cầu hát like và phát like thì nó rất là đơn giản nó không quá cầu kỳ và phức tạp đâu nó không cần cái âm thanh thực sự là quá xuất sắc chỉ cần đủ tiêu chuẩn gọi là hả nó sạch sẽ là được à, và hả nó hay nó hay nó hay tất nhiên là nó mượt mà à, và các bạn hát hay là chính ừ. chỉ cần phải thôi à, bởi vì à, <laughs> lên trên nền tảng đó giống như là cái livestream này nè à, cái âm thanh chắc chắn là các bạn đang nghe cái âm thanh nó đã bóp xuống chút xíu rồi à, nhưng mà khi mà các bạn có một cái âm thanh mà nó hay nhất có thể thì cái nền tảng nó bóp xuống thì nó bóp ít thôi à, ít ít chút chút thôi à, tức là à, khi mà người ta nghe nó người, cái âm thanh nó, nó vẫn tương đối nó tốt ừ. <laughs> nhưng mà à, để mà gọi là cái phân biệt giữa cái sự khác nhau giữa có aseo liên Rồ và không có aseo liên đồ, thì à, thực sự là cái sự khác biệt nó rất là nhỏ các bạn nhỏ lắm ừ. à, ok với lại cái nữa cái plugin mình vừa hướng dẫn các bạn á nó không có sử dụng aseo liên Rồ mà nó sử dụng luôn cái aseo của sau cạc luôn á à, cho nên mình nghĩ là nó rất là ok à, nó chỉ là một cái trung gian để nó đưa âm thanh vào thôi thì mình không biết là nó 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 có làm ảnh hưởng hay không tại vì mình cũng chưa thử à hồi nãy mình có cảm nhận được là hình như là nó nó tăng cái cái âm thanh lên khá là mạnh đó nha các bạn nha à, các bạn nên cân nhắc chút xíu à, nó tăng cái cái nguồn âm thanh lên đó à, nhiều lắm <laughs> rồi à bạn quyết thoại dạ em hiểu rồi anh cho em hỏi là khi mua sao cạc audio một chín hai thì có tặng khoa học mix nhạc không anh mà sao cạc ấy là hãng của mỹ hay ở đâu vậy à ok khi mà các bạn mua bất cứ cái sản phẩm nào của bên mình, mình á à, chỉ cần những cái sản phẩm mà nó từ à, 450 ngàn trở lên thì à, là các bạn đều được tặng cái khóa học gọi là tự thu âm tại nhà chuẩn studio ở à, trong đó mình có hướng dẫn cho các bạn cách để cài phần mềm à, rồi các cái nguyên tắc của của những cái plugin nguyên tắc của à, nguyên tắc của không à, là gì ừ. mình có hướng dẫn đầy đủ hết trong đó những cái gọi là kiến thức nền tảng nhất và cơ bản nhất và mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách để bấm thu và cái cách để cắt cái sóng để xử lý các cái sóng thô à, trước khi mình mis ừ. nhưng mà khóa học đó nó sẽ không bao gồm cái phần mix à, nó chỉ bao gồm những cái phần kiến thức nền tảng đó thôi à, cái luôn cả cái phần mix á, thì à, các bạn phải à, nó có, nói chung là bên mình có một cái khóa học nó cao hơn cái đó thì nó mới bao gồm à, nhưng mà các bạn cũng đừng có lo Nếu như mà các bạn thực sự chịu khó Các bạn chỉ cần bao nhiêu đó kiến thức nền tảng thôi Và các bạn sẽ lên trên cái khóa học miễn phí của mình á à, Nó nằm ở trên website phongtôviệt.com Ở trong đó có cái khóa học miễn phí Thì ở trong đó mình có nói rất là nhiều nội dung à, Ở trong các cái nội dung đó đều có hướng dẫn về mix nói chung là những cái nội dung đó cũng lặp đi lặp lại khá là nhiều và có hướng dẫn cho các bạn hầu hết mọi thứ luôn á các bạn có thể tìm ra đó khi mà có kiến thức nền tảng rồi thì các bạn rất là dễ tiếp cận dễ hiểu và nắm bắt được những cái kiến thức mà mình hướng dẫn ra đó ha rồi các bạn cũng không cần phải quá lo lắng nha các bạn ha rồi à, cái à, cái hãng hãng đó là hãng của mỹ hả à, tất nhiên là khi mà à, họ gia công sản xuất thì chắc chắn là vẫn là trung quốc à, nhưng mà yên tâm nha cái em audio là không có bán đứt thương hiệu cho trung quốc đâu hả à, không có chắc chắn em audio tascam rồi là những cái sản phẩm của bên mình đang bán là không có một cái nào bán đức thương hiệu hết à, chỉ có focusrite mới bán thôi và một số hãng khác <laughs> rồi ok bạn quyết huệ à, xuất file thì mình xuất 48 k với định dạng hai mươi bit hay sao ạ ok bạn thu cái nào bạn thu cái chuẩn nào thì bạn xuất ra cái chuẩn đó ha rồi minh hoàng lê <laughs> yes, sir. rồi bạn Ok hello bạn Nghĩa Lê à, Bạn Nguyễn Đình Phong hỏi là Khóa học hòa ẩm phối khí bên mình giá bao nhiêu Rồi ok à, hiện tại là bên mình chưa có Khóa học hòa phối khí ha bạn ha à, Khi nào có thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết ha Rồi bạn Phạm Hồng Lý Thông Dạ em chào thầy thầy cho em hỏi ừ, BC mini À BC mini à. Có thể gắn thêm ổ cứng vào không ạ à? à hình như là được đó bạn như được đó mình cũng chưa gỡ ra mà nó thay được nó thay ổ cứng nó thay ổ cứng và các bạn có thể nâng cấp cpu được luôn à, bởi vì cái con pc mini pc bên mình đang bán á, nó vẫn xài cái con cpu của cái máy lớn chứ không phải là là, là của laptop đâu nha à. <laughs> rồi ok à, anh khanh phạm hỏi là cảm ơn nhạc sĩ đã bỏ thời gian chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ok dạ không có gì anh ha rồi, bữa nào về hả uh, uh, uống bia với em nha à bạn phạm hồng lý thông hỏi là dạ thầy đánh giá complete audio như thế nào ạ à? audio 6 đúng không rồi ok complete audio 6 um, theo mình á theo mình thôi nha chứ không phải là là, là theo tất cả mọi người đâu <laughs> theo riêng mình á thì hả cái sao kẹt à complete audio 6 á um, cái giá của nó nói chung là nó nó có rất là nhiều tính năng giống như mình nói nãy đó nó có cổng số rất là nhiều phía sau á nếu như mà các bạn không có xài á thì các bạn bỏ ra một số tiền để các bạn mua cái đó Nó hơi thừa đó nó hơi phí đó bởi vì hả nếu mà nói về cái đường analog mà các bạn cắm cái micro vô để các bạn thu và các bạn xài á thì nó không có tới mức giá đó thực sự luôn chắc chắn luôn là cái chất lượng đó không bao giờ tới được cái mức giá đó á các bạn phải trả tiền để cho các bạn mua những cái chức năng mà các bạn không xài tới đó chẳng hạn như những cái cổng quan những cái cổng mà 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 đi tồ của sao cạc đó, đó các bạn không có xài tới đó. các bạn đang phải trả tiền cho những cái đó, đó đó trả tiền cho cái mà mình không xài trừ khi các bạn xài thì ok đó. thì các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều chức năng ha rồi à bạn nhật hào nè là rời á à, anh ủa sao rời cái gì ta bạn nhật hào nè bạn hỏi cái gì ở trên <laughs> mình mình quên mất tiêu rồi uh... OK, OK thôi. Bạn cảm phiền bạn có thể bạn hỏi lại giúp mình nha. Bạn Nhật Hào để mình trả lời tiếp. À, còn rất là nhiều. Uhm, bạn Phước Lộc Micro, à, Micro Blue Yeti Pro có sao cạc? À, Built-in. Mình có thể thu vô và mix nhạc được không? Em microphone này chỉ cần à, plug and play không cần driver ok em hiểu à, em hiểu những cái 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 sản phẩm mà nó plug and play tức là nó tích hợp luôn cả cái sao cạc ở trong cái micro à, nhưng mà có một cái vấn đề như thế này à, giống như hồi nãy em nói là à, cái nhiệm vụ của sao cạc nó chính là nó chuyển đổi tín hiệu từ cái analog sang digital thì nếu như mà một cái mạch đó, cái mạch mà 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 ad convert và chắc chắn là ở trong cái đó nó sẽ có đi còn convert luôn đó tức là nó phải phát ra tai nghe để cho anh nghe mà à, và cái mạch gọi là cái AD Converter để chuyển đổi tín hiệu từ Analog sang Digital của những cái micro mà USB thì chất lượng nó sẽ không cao chắc chắn với anh là chất lượng nó sẽ không cao và nó sẽ có rất là nhiều cái hạn chế thì thực sự em không em không khuyên em không khuyên dùng đâu Bởi vì anh thấy là thí dụ như đây một cái sao cạc cái sao cạc này là gọi là rất là rẻ rồi mà nó còn to đùng như thế này thì tất nhiên nhìn thấy to thì thôi nhưng mà bên trong á mạch nó cũng không bao nhiêu nhưng mà nó cũng phải xài tức chung là một cơ số gọi là những cái linh kiện à, cũng cỡ cỡ nhiều nhiều ở trong đó nếu mà nó gọn quá gọn thì thực sự nó cũng hơi khó à, để gọn nhưng mà để đạt được chất lượng như một cái sao cạt to ở bên ngoài như thế này thì chắc chắn là <laughs> không được đâu à. Tức là bây giờ bây giờ là chưa được thì tương lai sẽ được tương lai có thể là được không chừng nhưng mà hiện tại thì em chưa thấy cái mấy cái sau mấy cái micro có usb á tích hợp luôn cả sao cạc trong đó chưa thấy cái nào ổn cái chất lượng nó chắc chắn nó thua với lại một cái xài mình cài xài một cái sao cạc nằm rời bên ngoài như thế này Rồi ok riêng À, những cái dòng sản phẩm mà gọi là cao cấp à. thì à, cái đó em chưa có cơ hội để em thử cho nên là em cũng chưa có nói được là đối với những sản phẩm cao cấp chẳng hạn như Antelope nó cũng có một cái à, micro USB đâu cái giá của nó như là ngàn mấy hai ngàn vậy đó, em nhớ nói chung là nó đụng vô mấy cái đó là tiền ngàn á à. <laughs> rồi à, bạn Đức Sang Official à, thế những cái sao kẹt không có tắt được tiếng mic thì làm thế nào à sao cạc không có tắt được tiếng mic ừ, mình chưa thấy cái sao cạc này mà không, màu mà không tắt được tiếng mic hết á à, hoặc là ở trên sao cạc nó sẽ có một cái nút à, nó sẽ có một cái chức năng để cho các bạn có thể tắt được cái tiếng mic nghe các bạn nghe trực tiếp hoặc là chắc chắn là sẽ tích hợp ở trong phần mềm à, các bạn sẽ tìm các bạn thử tìm thử đi ha à, ở trong phần mềm chắc chắn có bởi vì khi mà hãng nó đã sản xuất ra rồi là nó đã à, lường trước coi như là hầu hết các cái tình huống mà các bạn sử dụng à, chắc chắn luôn à, mình, nói chung là chưa thấy, mình chưa thấy cái, cái hãng nào mà họ 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 lại uh, uh, trang bị thiếu chức năng cho cái sản phẩm của mình mình chưa thấy ừ, bởi vì hãng làm mà hãng nào cũng muốn bán được hàng mà đúng không thì bắt buộc uh, cái sản phẩm của họ ra phải chỉnh chu nhất có thể ừ, cho nên là bạn uh, cũng có thể bằng tìm ở trên phần mềm thử ha nó nằm nằm đâu đó thôi đó rồi bạn nhật hào này là mua cục rời máy á à, là mua cục rời máy nó mới lắm bạn sẽ trúc văn linh ok em chào anh từ năm ngoái đến giờ mới thấy anh livestream hôm trước mình có mà hôm trước mình có livestream à, hồi chủ nhật tuần trước bạn vương xuân phạn à anh vương xuân phạn hỏi là em ơi khi tối bạn tuấn nguyễn chỉnh và làm lại hết à, hết trễ và nghe âm thanh hay hơn buổi trưa mà à rồi ok dạ à, như vậy là anh hài lòng đúng không <laughs> nói chung là bộ phận chăm sóc khách hàng bên em thì rất là nhiệt tình à, anh em cứ yên tâm mua đồ bên mình thì à, có thể là các bạn à, <laughs> có thể là các bạn mua gọi là gọi là à, mua lầm bất cứ gì đó nhưng mà đến với phòng thu việc là chắc chắn là các bạn không bao giờ lầm cái đó nó mình nói thiệt ừ. thí dụ mà hả cùng lắm thì hả mình trả tiền lại cho mấy bạn mình lấy hàng về thôi chứ cái đầu ghê đúng không à, mà quan trọng nhất là anh em mua hàng về anh em xài thì bắt buộc phải vừa ý bắt à, buộc phải hài lòng chứ cũng giống như mình đi mua hàng thôi mình đi mua hàng mà mình vô mình mua phải một cái món hàng tất nhiên là cái lúc mình mua mình chưa biết tại có xài đâu biết á à, thì mình mua về mình mua về bắt đầu mình xài mình xài một hai bữa ở đâu mình thấy ủa kỳ ra ờ nó kỳ quá ừ ờ, không thích đó, thì lúc đó làm sao đúng không bởi vì phải xài mới biết các bạn thiệt đó, cho nên là sản phẩm của bên mình á cho 7 ngày đổi trả là vậy đó để cho các bạn về các bạn xài đi đó, 7 ngày luôn thoải mái <laughs> từ lúc nhận hàng cho tới lúc mà báo trả lại thì 7 ngày đó các bạn cứ xài và các bạn uh, cứ trải nghiệm đi đó nếu mà không hài lòng thì cứ báo mình hả à, ok sẵn sàng đổi trả trả tiền lại thôi mà cái gì đâu đúng không anh em vui là được rồi ok nhưng mà nhớ chú ý à, anh em vui thì anh em anh em vui nhưng mà ha, giữ đồ cho mình cho kỹ là được tức là ha, lấy về xài đừng có làm móp méo đừng có làm trầy xước để anh chi tại vì ha, các bạn trả về á cái tình trạng của nó phải hoàn hảo phải như mới để anh chi bạn không cần bạn không thích thì chắc chắn vẫn có người khác thích đúng không à, bên mình sẽ phải bán tiếp cho người khác và ha, nếu mà các bạn làm mà nó bị cũ thì sao mình bán được tội nghiệp mình ha rồi Ok, à, bạn của Hoàng Việt Em có khóa học rồi mà giờ muốn cài cho mát Thì phí có được giảm không anh? Ok, cứ inbox cho anh đi nha à, à, để, để 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 anh à, nói Nói chung là anh sẽ bàn chi tiết với em ha Rồi, bạn Thanh Trần Cảm ơn, rồi, ok, cảm ơn bạn ha Rồi à, bạn Châu Bảo Châu Mini PC có bán nữa hả anh? Giá từ bao nhiêu vậy anh? À, Mini PC của bên mình bán giá từ 3 triệu 050 ngàn trở lên. À, nói chung là rất là rẻ. À. Anh em nào cần à, tham khảo về mini PC à là gọi là cái máy tính mini đó. Cái máy tính mini hả à, nó rất là nhỏ gọn. Ở đây mình không có để sẵn hàng ở đây. À nó nhỏ gọn hơn cái mát. Đây là cái đây là cái mát mini nè các bạn. Đây. À, đây là cái máy mát mini của mình nè. hả à, à cái cái máy mini PC đó đó nó nhỏ hơn cái này nữa. À, nó gọn, nó gọn chắc cũng cỡ cỡ cái này hoặc là nhỏ hơn thôi. À, ở sau lưng nó có hai cái râu, hai cái anten nhỏ lên. À, nó giống cái gì nè? À, nó là cái cục máy mà nhỏ xíu thôi. Đó, nó gọn hơn nữa đó nha cấu hình ổn lắm à đây để mình cho các bạn xem mấy cấu hình nha à, đây nè cái mini pc của mình à. À, nói chung là khi mà các bạn mua mini pc á là các bạn được cài sẵn phần mềm luôn à, Project đầy đủ luôn à, chơi gì đó à, thích tặng gì đó à, các bạn mua mini pc là được tặng nha rồi đây để mình đổi cái màn hình qua đấy đây nè à, đây là cái à, cái cấu hình mà mình thấy ổn nhất nè à, đây là cái của HP ha, là 5 triệu 8 đây thì cái cấu hình của nó nó như thế này đây nè đó, để mình cho các bạn xem cái cấu hình của cái con mini PC à, cái CPU á đây các bạn ha nó là coi 5 à, thế hệ thứ 8 à, 8.000T, 8 000 t à, à, nó là 6 x 6 luôn ha và nó max turbo lên khoảng 3.3 cho tới 3.5 GHz ha rồi à, à, RAM thì là 16 GB à, chip đồ họa của nó là là là, là nó xuất ra được bốn cái màn hình độc lập. Bốn cái nha các bạn. Bốn cái. Anh à, lộn nhộn lộn ba cái. Ba cái màn hình 4K. Nhầm, ba cái màn hình 4K tức là nó có ba cái ngõ để xuất màn hình luôn. Đó, à, các bạn xài ba màn hình các bạn ghép lại với nhau. Đó, à, được luôn ha. Rồi. À, các bạn sẽ được gắn ở bên trong là một cái uh, SSD à, MVNE là cái SSD mà cái, cái tốc độ nó cực kỳ cao. Đó, à, ở trong có sẵn là 512GB cho các bạn ha. Rồi. À, các bạn à các bạn sẽ gắn thêm được cái 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 uh, ổ cứng rời nha gắn thêm được uh, thêm một cái nữa thêm một cái nvme nữa à, tức là gắn thêm được một cái ổ cứng đó nữa ha rồi à, đây đây à, có sáu cái usb nè một cái lỗ Type si nè ừ, à, có cả bluetooth có uh, wifi uh, wallet á ok luôn à, và đặc biệt là Windows bản quyền luôn à, nó tích hợp sẵn cái bản quyền lên trên cái máy đó luôn ừ, các bạn mua là bản thân mặc định cái window khi mà cài vô là nó sẽ tự động có bản quyền luôn, à. cái này sẽ bảo hành cho các bạn là 12 tháng luôn, ha à, một đổi một trong 12 tháng luôn, thoải mái luôn, à. khỏi phải lo. À. rồi còn cái mà giá rẻ đó là cái này, à. cái này thì giá rẻ hơn bởi vì sao? bởi vì cái đời nó 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 nó, nó sâu hơn và cái cấu hình nó cũng thấp hơn, ừ. nhưng mà à, chạy phần mềm hát live vẫn hát được bình thường, à. nhưng mà các bạn sẽ không có live stream bằng nó được thôi, à. nói chung là cái con máy hồi nãy thì các bạn có thể live stream được, à. nhưng mà tốt nhất là không nên bởi vì nó không có cạc màn hình gọi là cạc màn hình dữ dằn à, nhưng mà vẫn livestream được con cái riêng con này thì không livestream được bằng cái 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 máy tính các bạn có thể livestream bằng điện thoại <laughs> cắm điện thoại vô livestream thôi à, xài camera các thứ à, xài điện thoại để phát à, thì cái, cái con này giá là 3 triệu không trăm năm mươi ngàn đây nó là cái con IBA, i ba ha sáu ngàn một i ba thế thứ sáu à, nó là hai nhân bốn lùn max turbo của nó là ba g hai rồi à, ram của cái này là tám g ha ok À, rồi nó cũng có NVMe luôn à, cũng có ổ cứng tốc độ cao luôn 256 trăm ha nói rồi ok đó. nói chung là cái con này nó cũng có Windows bản quyền luôn và cũng có Bluetooth cũng có Wi-Fi có sẵn hết đó. cũng bảo hành cho các bạn 12 tháng luôn ha. bảo hành 12 tháng một đổi một cho các bạn luôn <laughs> rồi nói chung là đồ bên mình mua thì hả, bên mình sẽ chịu trách nhiệm các bạn khỏi lo ừ, xài trong quá trình xài mà có bị gì thì bên mình xử lý cho ha rồi à, bạn Hoàng Việt em hồi mua mic được tặng USB nhưng cài cho Win à rồi ok ok bạn quan Việt có inbox riêng cho mình đi ha à, một chút xíu mình livestream xong hoặc là ngày mai đó à, mình sẽ trả lời nha các bạn nha rồi bạn Vũ Trương hỏi là K10 có sử dụng plugin livestream này được không anh uhm, hình như được đó bạn được đó ừ? bởi vì nó xài trong phần mềm mà chứ nó không liên quan đến sao cạc đâu à, cái phần mềm mà nãy mình chia sẻ các bạn đó cái, cái cái plugin mà để mà hát livestream á mà không cần tới cái ASIO liên rộ á à, nó sẽ xài trên phần mềm cho nên nó, nó không liên quan đến sao cạc ha các bạn cứ thoải mái à, sao cạc nào cũng xài được hết rồi à, bạn Nadan Huy bạn hỏi là loa Genelec 8030 tầm có xứng đáng giá tiền không ạ à? tầm tiền đó có option nào tốt hơn không ạ à? à, như mình á là mình thích cái cặp Genelec 1030 1031 1032 đó 1030A 1031A 1032A đó cái Genelec cá thì hả nếu mà là Genelec thì mình sẽ mua cái thằng đời 103X đó hiện tại là mình đang xài cặp uh, Genelec 1032A đó lúc trước đó là mình xài cái cái cái, cái loa Generec uh, uh, 1030A thì hả cái uh, Genelec 1030A thì hả rất là hay à, cái tiếng nó mình rất là thích bởi vì sao à, nó so với lại cái mấy cái đời mới sau này đó cái mà à, 8030 mà nó kia thì hả cái thằng đời cũ á cái 103 x đó, đó cái đời đó thì hả nó ra được cái chất mộc hơn bởi vì cái thùng nó bằng gỗ à còn mấy cái sau này thì hả, cái zalex họ làm nói chung là mình không thích cái chất của nó lắm à, thực sự là không thích mặc dù là giá rất là cao nha mà mình không có thích à, cái cặp à, 1030 hội được trước mình xài là mình mua trực tiếp ở bên mỹ về là mình nhớ đâu là 30 30 mấy triệu á, ba mấy gần 40 triệu gì đó. À, còn cái cặp này á là mình mình mua lại của ông anh thôi. Nói chung là anh em chia sẻ nhau xài thôi. À, nhưng mà cái cặp 1032 này á ở trên eBay mình đang thấy nó kêu giá như 5.000 á. Nếu mà luôn thuế nọ kia chắc khoảng chừng 5 rưỡi năm 5 sáu thì đó là về tới đây á. À, nhưng mà cũng có một số nơi mình thấy nó cũng rẻ lắm, không biết nó trong đó nó có bị gì hay không. <laughs> Rồi. À, bạn Nhật Hạo nè, em hỏi là khi tôi âm mình có cần thêm các cục com rồi à rời bên ngoài á không nhất thiết đâu bạn không nhất thiết phải có những cái đồ rời bên ngoài đâu thực sự luôn à, xài trong phần mềm tôi cũng đủ rồi à, nhưng mà nếu mà bạn có điều kiện để mà bạn mua đồ rời rời bên ngoài thì chắc chắn là cái chất lượng nó sẽ cao hơn và các bạn sẽ đỡ tốn thời gian để mà ngồi canh hơn à, bởi vì cái phần cứng nó sẽ hơn cái phần mềm ở chỗ là cái tiếng của nó hay là nó hay thật à, chứ không phải là nó hay cái kiểu digital tức là phải qua các cái phần mềm để chỉnh và nó chỉnh rất là nhanh à, các bạn chỉnh lên là nó ăn liền À, còn ví dụ như plugin thì các bạn chỉnh ồ, chỉnh tới chỉ lui chứ đi chứ lại một hồi nó nó mới nghèo là vừa có lỗ tai à, nhưng mà thực tế là chỉnh phần mềm vẫn được ừ. rồi ok dạ không có gì anh phước lộc ha Hi. hello bạn hãy uh, đăng à, bạn số trúc Phương linh anh ơi anh đã lấy cái box livestream loại mới chưa à, chưa à, khoảng chừng hai tuần nữa nó mới về tới lần rồi bạn minh hoàng lê anh nhật cho em xin review về con sao cạc drive à rồi ok focus drive lại là focus drive rồi uh, ok um, cái này là theo mình biết và theo như mình đang nắm thông tin bởi vì ha mình bán đồ mà ví dụ như ha khách mua người mua thì có thể lầm nhưng mà người bán thì không thể lầm và đặc biệt là mình cũng là nhà sản xuất tức là mình sản xuất thiết bị luôn thì mình hiểu được những cái vấn đề mà nó nằm ở phía sau đôi khi các bạn khác cũng bán hàng nhưng mà các bạn đó lại không hiểu về những cái vấn đề mà mà mình biết tức là như thế này các bạn nào mà ở trung quốc thì các bạn sẽ biết một điều là ở bên trung quốc họ chính quyền họ sẽ có những cái hợp đồng để mà cái hãng họ sử dụng nhân công giá rẻ của Trung Quốc à, tới là chẳng hạn như sau năm năm 10 năm gì đó tùy theo cái hợp đồng là cái hãng đó bắt buộc phải chuyển giao công nghệ luôn cho Trung Quốc sở hữu luôn à, đó là cái bắt buộc à, thì nếu như bây giờ ông không có ký cái đó với tôi thì bây giờ nhân công giá cao đã dụ vậy à, thì khi cái hãng Focusrite là là họ ra tới cái sản phẩm là Scarlet và Claret đó, cái đỏ đỏ đó thì tại vì hồi xưa xưa mình sử dụng rai rất là nhiều à, mình cũng đang có một cái có vẫn còn xài được nha à, nó là sản xuất cách đây hai mươi mấy năm rồi à, mình đang để ngoài kia à, vẫn xài được đàng hoàng rất rất là hay luôn à, nhưng mà cái lúc mà hãng nó ra cái đời mới mình rất là thích mà à, lúc đó mình 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 rất là thích à, mình mua liền một cái Claret về mình xài đó là cái dòng cao của rai thì thực sự mua về thì mình thấy cái chất lượng của nó kỳ vậy sao nó nó cũng bằng với là cái em audio hả uh, em uh, audio hai nhân hai m của mình đang xài lúc đó cái chất lượng nó cũng vậy à là sao ta mình thấy thực sự mình thấy rất là thất vọng uh, bởi vì uh, một cái sao cạc mình mua mười mấy gần hai chục triệu uh, mà nó bằng cái sao cạc ba triệu mấy à uh, làm sao mình không hiểu được uh, và thực sự luôn từ lúc đó mình uh, rất là thất vọng về cái 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 hãng Focusrite thì sau này uh, khi mà bắt đầu sản xuất uh, thì mình mới biết là À, cái hãng họ đã bán đứt cái thương hiệu cho Trung Quốc rồi và hiện tại á, là các bạn đang mua đồ là mua đồ của Trung Quốc, con chip này nó kia từ trong ra ngoài là của Trung quốc hết. À, riêng thí dụ như à, ngày xưa ngày xưa nó còn còn của hãng thì à, à, um, có thể là Trung Quốc sản xuất trong đó rất là nhiều nhưng phần mạch và những cái linh kiện chủ chốt à, thì hãng nó vẫn là cái người chịu trách nhiệm và hãng nó là người chỉ định. À, ông phải gắn cái này cho tôi, ông phải gắn gì cho tôi? À, bởi vì sao? bởi vì hãng hãng họ có quyền và họ bảo vệ cái thương hiệu của họ. À, các bạn đang nhìn thấy ngoài thị trường à, à, những sản phẩm mà đang bán tràn lan thì nó nó như thế này các bạn có thể lên à, một cái trang mạng đó của Trung Quốc chẳng hạn như um, táo bao rồi một gì đó các bạn tìm thử đi à, và các bạn thử liên hệ với cái người bán đó, đó các bạn lấy sỉ về các bạn bán đi thử được không à, mình tin chắc là được tin chắc là được à, bởi vì hàng phải có trai có bán ở trên đó à, bạn có thể bạn liên hệ với họ à, bạn lấy 10 cái 20 cái về về, về bạn bán thử đi có được không chắc chắn là họ sẽ sẽ bán cho các bạn nhưng chẳng hạn như Tascam m audio à, bạn không có cửa đâu à, bởi vì à, hả những cái hãng này là hãng lớn và hãng họ họ cần nói chung họ đánh giá họ, họ quan trọng về cái vấn đề mà trải nghiệm của người dùng và uh, cái cách phục vụ à, tức là họ sẽ chọn những cái đơn vị có uy tín và những chỉ những cái đơn vị đó mới được phép phân phối và một cái đơn hàng như vậy phải trị giá mình nói thiệt là mình chưa thấy một cái đơn hàng nào của bên rồi bên việt thương á thì họ lấy mà dưới một triệu đô đâu thiệt phải là mấy chục tỷ trở lên thì họ mới họ mới phân phối họ yêu cầu là ông phải là doanh nghiệp ông yêu ông phải có bộ phận chăm sóc khách hàng ông phải có bộ phận bảo hành ông phải có đủ thứ ông phải có nói chung là những cái mà một công ty bán thiết bị âm thanh cần phải có là ông phải có đến chi khách hàng họ mua ông chăm sóc được à, thì tôi mới bán cho ông à, chứ không phải là ông ông muốn mua là mua à, ông phải đạt đủ những cái điều kiện của chúng tôi đều ra thì tôi mới bán cho ông đó kiểu nó như vậy thì hả à, à, thì các bạn cũng thấy là cái mà các bạn đã thấy ở ngoài không phải là người ta nó tốt tới mức mà người ta ào ào người ta đi mua à, để rồi ai cũng phải bán mà thực sự theo mình thấy là nó dễ dễ lấy hàng sĩ à, gọi là dễ lấy sĩ đến mức mà ai cũng muốn bán và cái tỷ suất lợi nhuận của nó ở ừ, tốt đến mức mà ai cũng muốn để lấy bán chẳng hạn như hả mấy cái sao cạc mà mum đang bán thì thực sự lời không nhiều đâu thiệt. tại vì hả hạn họ bỏ ra giá nó hơi hơi chát ừ. rồi ok nhưng mà bù lại chất lượng ok ừ. mình cần cái đó mình không có cần cái, cái 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 giá rẻ thực sự gì luôn rồi à, bạn đức sang sao cạc Stanford gì đấy ừ. em không tắt được tiếng mic Gốc. rồi ok mình có thể chút xíu nữa mình sẽ bạn bạn đức sang official bạn có thể là bạn nhắn zalo với mình đi ha rồi chút xíu nữa mình sẽ tìm mình sẽ coi cái 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 cái, cái thông tin của hãng để mình chỉ cho bạn ha rồi bạn Cubase Missing em chào nhật rồi ok hello bạn mấy bạn bên mình có cài và làm được OBS của em nhỉ dạ được anh ha dạ được anh rồi <laughs> ok rồi cảm ơn bạn Cubase Missing à... rồi không có gì các bạn ha à mình đang like hiện tại là mình đang like cả Facebook và YouTube á à, cho nên là comment của các bạn là nó chạy lên liên tục đó rồi à, thấy rồi thôi cái comment cuối cùng là mừng quá rồi bạn à, C O R N V bạn hỏi là gì đây anh ơi em đang dùng con Samsung C01 với em audio em một chín hai bốn anh thấy combo này em đủ dùng thu ráp không ạ? À? à, nếu chưa ổn thì một anh đưa em một combo ok tầm giá 8 triệu đô lại. Rồi, ok. À, bạn à, nhắn zalo với mình đi ha. À, 0909 147484 Ok, anh em nào mà cần hỗ trợ gì đó Hỏi cái gì đó Những cái thiết bị mà chẳng hạn bên mình không bán Thì mình bình dẫn hỗ trợ bình thường nha Anh em khỏi lo ha Rồi, anh em add zalo mình đi ha 0909 147484 Ok, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người Về các thiết bị nào Nó sẽ phù hợp với mọi người nhất đó. Thì các cái thiết bị nào Mà các bạn nên xài Và các bạn... <laughs> nói chung là an toàn à. rồi OK thậm chí là bên mình không có bán mình vẫn giới thiệu được cho các bạn cái nơi uy tín để cho các bạn có thể các bạn đến đó mua à. với cái mức giá thì chắc chắn là hả, nó sẽ rất là tốt các bạn cứ yên tâm ha rồi à, nãy giờ like coi như là một tiếng là 12 giờ rưỡi rồi trời ơi rồi thôi à, hôm nay like hơi trễ à, rất là cảm ơn các bạn đã coi tới một tiếng đồng hồ mà coi tới bây giờ luôn à, cũng còn được bốn chục người luôn cả hai nền tảng Facebook và YouTube à, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp các bạn lại có thể là chủ nhật tuần sau hoặc là bất cứ ngày nào đó trong tuần nếu mà mình rảnh thì mình sẽ sắp xếp mình livestream để nói chuyện với các bạn tiếp ha rồi rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream này anh em nào cần hỏi bất cứ vấn đề gì thì nhắn zalo cho mình ha ok mình sẽ rất là vui được hỗ trợ mọi người rồi ok bye bye mọi người nha bye bye